Tại Tây Ban Nha, nhiều người dân đang vui mừng cưỡi ngựa nhảy qua đống lửa lớn tại lễ hội truyền thống mang tên là Las Luminarias. Buổi lễ thanh tẩy quy tụ hàng trăm người dân địa phương và khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Hoạt động này thường diễn ra vào đêm trước ngày lễ Thánh Anthony, vị thánh bảo trợ động vật của Tây Ban Nha. Tại lễ hội, hơn 120 người tham gia cưỡi ngựa phi qua những đống lửa bốc cháy nghi ngút. Theo quan niệm truyền thống, người dân Tây Ban Nha tin rằng khói và lửa sẽ giúp thanh tẩy và bảo vệ các loài động vật. Làn khói được tạo ra từ ngọn lửa này sẽ giúp bảo vệ các loài động vật trong suốt một năm. Ở đây chúng tôi thanh lọc cho những chú ngựa, bởi trước đây loài ngựa đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong nông nghiệp. Mặc dù việc cưỡi ngựa phi qua lửa là rất nguy hiểm, người dân địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp như cắt bớt bầm ngựa hay buộc chặt đuôi để chúng không bị bắt lửa nhằm đảm bảo an toàn cho cả người và ngựa.